Em là hướng nội bài. À, lứa tuổi cỡ em. Chị thích, chị nghĩ là nó mát và dịu. Em thích cái mùi này. Thâm sâu, uyên thâm đó. Xin chào tất cả các bạn đến với kênh giải trí Nam Phục Phương TV. Và mình là Trần Thảo. Sau tập trước cùng với Hào á, là cảm nhận sau 3 tháng trải nghiệm cặp đôi nước hoa mới nhà Issey Miyake, thì hôm nay Thảo quyết định là trải nghiệm thực tế luôn. Tức là Thảo sẽ phỏng vấn các bạn ở đây về cảm nhận, về suy nghĩ về mùi hương mới của nhà Issey Miyake, đó là Oil Magnolia. Và các bạn hãy theo chân Thảo nhé, đi thôi. Bình thường chị có hay sử dụng nước hoa không? Có, nhưng mà chị cũng không rành nước hoa lắm. Dạ, không sao. Dạ có. À cũng có. Dạ có. À chị có. Dạ cũng lâu lâu thôi. À, anh ơi cho em hỏi là trước đây mình có từng nghe hay là đã sử dụng qua thương hiệu nước hoa Issey Miyake chưa? Đã chưa. Dạ em có nghe bạn em vừa mới nói. À dạ, tức là mình có nghe rồi nhưng mà chưa có dùng thử thôi đúng không? Dạ chưa. Dạ chưa nghe qua. Chưa đúng không? Đây là một chai nước hoa thuộc thương hiệu Issey Miyake á, là chị có nghe thương hiệu này chưa? Chưa đúng không? Dạ. À đã có nghe rồi. Dạ em chưa có cơ hội nghe tới thương hiệu này ạ. Thì đây là một chai nước hoa mới của nhà Issey Miyake được ra mắt vào năm 2022 vừa rồi, và nốt hương chính là hoa mộc lan. Và em muốn cho chị ngửi mùi hương này, sau đó chị cho em biết cảm nhận cá nhân của mình nha. Chị thích, chị nghĩ là nó mát và dịu. Em này nó có một cái mùi vị rất là nhẹ nhàng. Cái là cái mùi hoa của nó rất là đặc biệt ấy. Hơi mát mát nhưng mà nó có vị cây nồng của gừng đúng không ta? Có hơi hơi cay cay một tí. Dạ. Hơi ấm ấm. Dạ. Em thấy nó thiên về hương gỗ. Dạ, chắc là phù hợp với những người trầm tĩnh và hướng nội. Dạ. Tại sao? Dạ tại vì thường mùi này khá điềm đạm á. Dạ. Nó điềm đạm, nó phù hợp với những anh chị hơi hướng trưởng thành chút xíu. Dạ theo em nghĩ là vậy. Mùi kiểu ngọt á chị. Ngọt kiểu kiểu mà mùa xuân đồ đó. Cái cảm nhận đầu tiên thì em thấy là kiểu cái mùi nó tươi mát á. Dạ thì em mới nghe cái hương đầu tiên thì em thấy nó vậy, còn không em chưa biết là sau nó lúc sau thì nó ray down xuống thì như thế nào. Dạ đúng không? Nó ngọt, có mùi trái cây á. Có mùi trái cây. Dạ. Em thích cái mùi này. Mùi này rất là thanh, rất là thơm. Dạ. Thì ngoài thơm ra thì cô có một cảm nhận nào nữa không ạ? Là mình cảm giác như là nó hưng phấn á. Dạ. Tạo hưng phấn. Dạ. Em nghe nó giống với mùi hoa, kiểu thấy nó sang trọng á. Cái mùi hương này mình cảm nhận là dù sử dụng thích hợp vào cái thời gian nào, là địa điểm nào. Em nghĩ nó sẽ phù hợp dùng trong một cái không gian trao đổi thân mật, một cái deep talk. Còn mùi này khi mà đầu tiên gặp chắc là ngửi vào sẽ hơi đề phòng chút xíu, tại vì người này sẽ rất là kiểu thâm sâu, uyên thâm đó. Chị cũng không quan trọng lắm về vấn đề là sử dụng vào thời điểm nào, kiểu mà cảm thấy enjoy. À dạ. Vậy nếu như mà chị đi làm thì chị thấy mùi hương này có dễ chịu hay là nó phù hợp không? Vậy là đi làm vẫn được đúng không? Em nghĩ là đi những cái dịp như là sang trọng á. Em thấy cái này đi hẹn hò cũng hợp với kiểu nó ngọt á. Dạ. Bình thường em cũng thích mấy cái mùi ngọt ngọt. Đi du lịch, đi làm việc. À dạ, đi làm việc có nghĩa là mình sử dụng hàng ngày vẫn được luôn đúng không cô? Cái này là chắc đi tiệc hoặc đi chơi gì đó. Dạ mùa mấy cái mùa lễ hội. Và mình sử dụng hợp nhất là mùa nào ta? Mùa xuân hoặc là mùa hè, mà mùa hè mát á. Mới là mùa xuân. Theo em thì là mùa thu. Bởi vì sao nhỉ? Dạ nó mang một cái mùi hương của hoa á chị, nên là thấy nó nhẹ nhàng, nó phù hợp với cái mùa thu hơn. Dạ. Mình nghĩ là sẽ vào mùa đông, tại vì như nãy mình có nói là tại vì cái hương thứ hai của nó mình ngửi được có cái sự ấm ấm của cây cây của dạ, mình. Dạ. Rồi và một câu hỏi cuối cùng nha, thì mùi hương này chị thấy phù hợp với lứa tuổi nào nhất? Tùy sở thích của mỗi người thôi, tùy sự lựa chọn. Dạ khoảng cho những cái người văn phòng tầm 20 mấy 30 mấy. Mình nghĩ là nó sẽ phù hợp với mấy bạn mà cỡ từ khoảng chừng 20 cho tới 30 tuổi. Em nghĩ nó sẽ phù hợp vào khoảng từ 22 đến khoảng 27 tầm đó. Vậy là em có trong cái độ tuổi đó không? Dạ không. Ok. Và nói chứ vẫn có. Dạ có. Em là hướng nội bài. Okay. Cái tuổi cỡ cho em lại. Chắc cũng tầm trên dưới 20. Kiểu tầm tuổi cỡ em, cỡ tầm từ 20-25. Kiểu đi chơi nhẹ nhàng. Cái này kiểu đi buổi tối cũng được. Tức là nó không có quá gắt. Từ 20 cho tới 50, 60. Mọi lứa tuổi. Lứa tuổi luôn, da đa dụng quá cô Hà. Dạ em thấy
độ tuổi nào cũng phù hợp hết. Nếu mà mình chấm điểm thì bạn sẽ cho chai nước hoa này bao nhiêu điểm trên thang điểm 10? Cho 7,5 tròn 8 đi. 9 trên 10 đi. Chị sẽ cho 10 điểm. 10 điểm vì độ đa dụng đúng không? Đúng rồi, dạ, đúng dạ. rồi. Và nó sẽ cái này nó sẽ phù hợp với rất là nhiều cái đối tượng khách hàng. Dạ, dạ. Cho dù những người khó tính thì họ cũng sẽ thích. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và sau đây là một phần quà mà Thảo sẽ gửi bạn từ Number Phương nha. Đây là một voucher mua hàng trị giá 200.000 đồng. Và bạn sẽ được áp dụng khi mà mình mua tại cửa hàng Number Phương, online hoặc là offline cũng được. Và một cái ống nước hoa thử của nhà Isamiyake luôn. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Chúc bạn mùa xuân năm mới vui vẻ. Và đó là tất cả những cảm nhận của mọi người khi mà lần đầu tiên ngửi thấy mùi hương của em Oil Magnolia của nhà Isamiyake. Và đương nhiên là mùi hương này đang có mặt tại tất cả các chi nhánh của Number Phương. Nếu như bạn nào chưa có ngửi thấy mùi hương này thì cứ đến cửa hàng gần nhất để mà trải nghiệm nha. Còn bạn nào đã từng ngửi thấy mùi hương này rồi thì hãy comment bên dưới chia sẻ cho Thảo biết cảm nhận của các bạn về mùi hương của em Magnolia này nha. Và đừng quên like, subscribe kênh giải trí Number Phương TV để đón xem nhiều chủ đề hay hơn từ bọn mình. Và mình là Trần Thảo. Cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn ở những vlog sau. Bye bye.